Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi với cựa game mà Survival in Damn Thun. Ok, và chúng ta hãy chào nè mọi người. Là một cựa game sinh tồn. Sinh tồn đó. Mọi người biết không? Sinh tồn. Ok, để vô chơi thử. Cái what the fuck vậy đây? Tắt cái coi. Trời ơi, nhảy hoài vậy. Rồi hốt. Khoan, trò này rồi mình phải tắt wifi. Tắt wifi mọi người. Tại vì mình sợ đang hút chơi cái quảng cáo nữa. Khó lắm. Ok, vô game nào. Demo the chapter. Ô, mình đang bò nè mọi người. Con đang bò đây. Ở đây có cái hùng lắm. Lắm luôn cái hùng đó. Vô gió mọi người thì mấy anh đi kia hướng dẫn chơi. Ok, rồi có cái gì rồi. Cái này ở gì đây? À cái này rồi, đỡ mọi đỡ nè. Chết. Mình đang cắt nước, Ok, và mình sẽ chặt gỗ. À, cái này ngồi xuống nè. Ok. Trò này á mọi người thì mình thấy á, chơi nó cũng khá là hay á. Và mọi người biết sao mình thấy nó hay không? Thứ nhất á là nó không có lắc. Nó không hề lắc. Ở đây có sale nè, mọi người có thấy cái cánh cửa ở đây không? Đây. Cánh cửa đó là nếu mọi người muốn sale mọi người nhắn vô đó mọi người sale vậy. Chắc in. À, mình biết rồi, mình vừa mới tìm cái cách này hay lắm nè. À, bây giờ mình mới hiểu nè. Bây giờ đó là mình đè cái nút này luôn, xong rồi mình thả ra. Bắt đầu á thì nó sẽ chặt mạnh. Đó, nó đè nút xong rồi thả ra đó, chặt mạnh. Khá là hay đó nha. Ở đây có gì đây? Chặt đi, bây giờ chặt gỗ thôi. Chặt gỗ xong. Lean nữa, lean. Rồi phải cần lean. Lean này thì kiếm sao đây? Lean. Lean nè. Holy shit. Có con sói kìa mọi người. Hình nó đi rồi. Nó đi rồi cho nên không sợ. Dồn hết sức đập. Bật. Bây giờ kiếm ở đâu ra lean đây? À. Có con hổ nè. Trời ơi, chạy nhanh vậy, mày chạy nhanh vậy. Mày chạy không? Thấy nó chạy nhanh quá mọi người. Mày đứng lại. Thôi mệt. Nghỉ được nó bà nha. Ở đây là mình phải cần lean. Lean là cái gì?
cấp cứu nè, ngon. Có cây bia. Nhưng mà hiện tại là mình không biết kiếm liên bằng cách nào. Đập cục đá nè. Tao thử đập thử coi. Đây có bản đồ nè mọi người. Sao chỗ này nhiều xấu vậy? Hư cái á mọi người, phải sửa rồi. Hay mở rồi sao đây? Nè. Ủa, ở đây có gì nè? Đá. Liên. À, mình biết kiếm liên ở đâu rồi. Ok, mình sẽ làm sợi dây. Ok, mình xin kết thúc video này tại đây. Nếu bạn nào hữu video của mình, một like và subscribe cho channel mình nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye.